tính thả một hai lần thì mới nghỉ, nhưng mà giờ dính quá nhiều rồi. chưa được một xô chưa được một tay, nhưng mà khoảng nửa xô cá rồi. Bây giờ anh em chắc hôm nay thả một một, một lưới thôi mọi người. Chào mọi người nha, hôm nay mình đi thả lưới nha các bạn. Để anh cũng đi thả, mình theo ông chơi thả lưới này, chú bắt con Goofy là chính rồi. Đây nước giờ nó cạn, hơi cạn nha. Tháo xéo qua xéo lại hả? Im lặng quá. Nó cạn, nó trốn đâu hết, không biết. Cái này nổi dốc rồi nha. Tay này 100 thước hả? Dữ vậy. Mới thả xuống mà giật lưới rồi thấy không? Thả này mắc đuổi không? Để xuống mà giật mới thấy không? Nó thả xuống giật liền mới thấy không? Cá này ít chứ không nhiều. Nước này dấn nó đâu chạy đâu nhỉ. Kìa. Gì dữ rồi. Dính ra hả? Dính lên tim chứ. Không có lội, lội còn chết lớn nữa. Phải không? Lưới này mà lội sao mà thả dính con vậy? Thay lá, mưa này lá không không? Để hèm. Trăm thước cũng dài ta. Quá trời ốc à. Ừ, trời ơi. Lâu nhưng mà chưa hết nữa ta. Dài lắm, 100 thước mà từ tới đây chưa xong, chưa hết nè. Gói à. Lấy ba màng dính cá nhỏ đó, không bự. Không hết được hả? Dài lắm rồi, nãy giờ mình chưa xong tay nè. Thả trên ghe này mình không lội thì hơi... lưới nó sạch nhưng mà cũng hơi khó, hơi chịu khó một tí. Thấy có dính mấy con rồi đó, mình để thịt. Ồ. 100 thước lưới mà nó dài dữ vậy ta. Xong một tay. Tiếp tục đi thả đây luôn.
luôn. Nấu luôn hả? Nấu luôn. Đây là tay thứ hai, cũng dài cũng gì hả? Wow, 200 thước lưới, 100 mấy 200. Nay trời sáng thì mát mẻ, gió hiu hiu, có gió mát lắm. Thuốc thuốc đầu kia mà anh em tôi thả là tới đầu này 100 mấy thước lưới mà cũng chưa xong mà. Trời, ốc, nó ốc ốc ầm ầm đằng kia. Thấy có dính mấy con này, hồi lên coi sao chứ. Ngâm lâu lâu chút. Sao? Này trống trống dễ thả lắm, cá có không nè. Đây dân này chỉ bắt mấy con gù phi thôi chứ không có gì khác. Đầu kiến hả? Đầu kiến không này ít mà. Ốc bù vàng này quá trời luôn. Mà giờ nó không có vàng nữa nha. Ừ. Ốc đen thôi. Bắt nếu mà chưa bắt chứ cỡ ghe này có. Còn bự bự không. Tôi theo tôi thả ra một đường thẳng gì. Vậy sao? Mày không biết. Lúc trước mình thả là chỉ bỏ lưới xuống, xong rồi nhấc lên liền, nhấc chậm chậm nó cuốn banh tay lưới. Con này thả phải xéo qua xéo lại mới dính được cá. Gió mát quá, ngày này gió. Thời tiết mấy ngày nay trời mưa không? Gió cũng rất là mát. Nó hát, ăn lương nó vậy chưa? Ồ, tới đây cũng hết cái tay thứ hai mọi người. 200 tính, ông anh nói là 180 vậy thôi, chưa được 200 thước á, 200 thước lưới nhưng mà nó xa vậy. Lấy tút tút đằng kia đầu đằng đó. Bây giờ đợi tí xíu, nó ngâm lý cho lưới lên lâu lâu một chút. Cho cá nó đi qua lại, có nó mắc lưới không? Em thả xong rồi, bây giờ quay lại đuổi. Đuổi cho nó chạy, ăn, cho nó mắc vào lưới nha mọi người. Dính cây rồi. Nó chạy phía trong rồi, khôn rồi. Ồ, nó chạy rồi. Ồ, cá con mà. Anh em phải đuổi gì cho nó chạy loạn lên, ăn nó mắc vào lưới chứ không gì. Đừng nói hồi giờ đến cá lau kiến không nghe. Đây con đầu tiên. Ngô phi. Gô phi mọi người, nhưng mà cá này không được bự tại mắt cái cỡ lưới nó nhỏ. Cá bự nó không dính được. Đấy, nên tiếp tục đi đuổi nha mọi người. Đuổi gì cá nó mới chạy hoảng lên đầu nó mới mắc vào lưới được.
chứ mình đợi cá đi cũng hơi lâu lắm. Cá này thì sợ mình đuổi vậy nó còn núp vô thêm nữa. Khu này trống thì dễ giăng lưới nhưng mà thấy yên lặng quá khúc này nè. Rồi bắt đầu cuốn rồi mọi người. Cái đầu này thấy im lặng quá. Gì hả? Gỡ bắt cỏ gác đi. Mấy cái đoạn đầu này chưa thấy con cá nào. Chạy đâu hết nó không biết. Trời ơi, những con cá mini. Con đầu tiên nha mọi người. Con đầu tiên lấy hên. Đếm rồi, hai con nha. Hai con. Ô. Hai con luôn hả? Ờ, ngon. Im im rồi, thấy có tinh thần rồi đó. Hai con điên cặp dính luôn. Dính cặp cặp nhỉ, nhanh ha. Bao nhiêu. Đây, vô đây. Đó, có nhiều nhiều rồi nè. Tung đầu dính lại, dính nhiều nhiều mọi người. Thấy ham ham này. Lên tim nhiều nhiều đằng kia nữa kìa. Bưng 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 bưng. Wow, vô đây. Đây đây đây. Con này, con đực nè. Khá bự nè. Đây con bự mọi người. Sướng. Năm con bự gì là ký lô rồi. Tiếp tiếp có động lực rồi. Thấy ham cá bự bự, cá này nó mới mập nè. Khúc này dính 4 5 con liên tiếp rồi. Nó cá này nó không bự nhưng mà nó mập nha, nó tròn lụi à. Ngộ nghe mọi người, cá này dính, nó dính cũng có bầy, có khúc ha. Nó ở theo bầy hay gì á. Này, dính được một khúc 3-4 con luôn. Nhỏ nhỏ nhưng mà ngon ha. Úc quay nè. Ừ. Chiên ăn ngon không trời. Úc xả. Đấy, mới đây bao nhiêu rồi mọi người. Chưa được một tay nha, còn phía trước nữa. Tình hình là phía trước dính nhiều hơn, tại thấy lên tim nhiều lắm. Đây, dính nữa rồi nè. Lên tim bừng 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 à. Cá tơ không à, mềm. Cái lộ quỷ này nó chạy bằng mình chống ghe nó chạy ầm ầm ầm. Mùa khuya này phát triển nhanh lắm. Bây giờ mấy cái mương, mấy cái sông nào cũng có con phi hết. Còn hai con luôn hả? Nó quậy đùng đùng quá nè. Con ú mềm hả? Đây. Đã. Con ú đã khá nè. Trắng tươi. Dưới này dính, vẫn dính cá bự nha. Nhưng mà nó chạy nó bao rồi mới dính rồi. Đấy, quay đùng đùng chỗ này. Thế
Lúc này dính nhiều lắm không? Trúng mánh rồi. Mới đầu vợ mấy đoạn đầu tính là không có gì nữa. Nhưng mà càng về về sau này nó càng nhiều, để lâu nó dính nhiều hay sao ấy. Hôm nay có tôi đi nè, nó hên là dính nhiều nè. Dạy tới, dạy tới. Đó, trên cá. Dính. Dính liên tục nha. Vậy mới ham. Khá trắng tươi luôn. Có cái máy tin nói là rô phi ăn có độc vậy đó, nhưng mà rô phi ở mấy cái khu công nghiệp đâu sao chứ. Còn rô phi này ở đồng, ở ruộng ăn gông, ăn cỏ nó không có ăn gì đâu mà sẽ độc mà mọi người. Đây. Lên cá. Tiếp tục con nữa. Đã nha. Nó gôi gôi nhưng mà nó thịt nó nhiều. Nửa xô rồi. Chưa hết tay lưới. Vẫn còn phía trước. Đằng trước nhưng nó dính dữ lắm, mình giật lưới dữ lắm đằng trước rồi kìa. Trúng mánh. Lên con mini à, cá nhỏ. Cũng ừ. Quá trời dính rồi, một cục luôn rồi. Đấy, khúc này mấy con luôn rồi. Hai con một cục nữa. Trúng mánh là mình đã trúng mánh gô phi rồi. Không có gì khác ngoài gô phi nha mọi người. Đó. Nhưng cá này dễ gỡ quá, tại nó nhỏ không được bự. Dính nữa nè mọi người. Tính thả một hai lần thì mới nghĩ, nhưng mà giờ dính chưa được một xô, chưa được một tay, nhưng mà khoảng nửa xô cá rồi. Bây giờ anh em chắc hôm nay thả một lưới thôi mọi người. Đằng kia nó dính nhiều quá. Đây. Vậy cũng hết một tay nè. Cuối tay được một con nữa chứ. Đấy, cuối tay được một con nữa chứ. Mới chịu hết cái tay lưới này. Này, tay cuối đoạn lưới mà được con này. Ở bên kia nó giật kìa. Nó giật cái chai chạy rồi. Đưa lên cái cây. Chia ăn cá tiêu rồi. Cá bự kìa. Đấy. Cũng xong một tay. Tay này dính nhiều hơn à. Đây bắt đầu tiến hành thăm tay thứ hai nha mọi người. Hết tay thêm một nãy giờ tay thứ hai đi. Cũng giống như cái tay đầu nãy. Khúc đầu lên thì chẳng thấy có cá gì nè. Con đầu tiên nhỏ xíu. Đây tay được con thứ hai của ta, thứ hai rồi. Thứ ba hả? Tròn lụi. Uống mềm ha. Vô trong này. Dính tiếp con nhỏ nữa hả?
gì không? Lên cá, lên cá, cho người lên cá. Đấy, bự lắm chứ. Tròn lưỡi mà thích cái là nó nhỏ nhưng mà nó tròn nữa, nó mềm. Đó rồi, vô đây nhỏ thiệt mình ta, chắc tại lưới rồi không, lưới cái này móc mắt nó hơi nhỏ hơn, nhỏ hơn lưới tay một nữa. Lên cá, lên cá. Cá bự lắm. Cái này dễ gỡ ha. Dễ què bứt không? Gì ha? Chạy luôn. Đực con nhỏ nữa. Hai con một chỗ luôn. Cá này ba ngón nhiều không? Ba ngón tay à. Nhỏ quá về nuôi, thả lại. Thả mương ở mương vườn. Con nào trọng trọng tí thì làm thịt đó. Được con nữa. Con này lưới sạch rồi nè. Đỡ không dính ba cái gác ở dưới nhiều á, con này lưới đã đỡ tí à. Lên lên cá, lên cá. Mới thấy được con coi được. Tròn tròn chút. Con này tròn lưỡi luôn ha. Vô đây. Dễ dính nè. Được mấy con khúc này, cá nó ở khúc này nhiều một chút, dính liên tục, dính có khúc thiệt mà. Lên cá liên tục luôn, nhưng mà không được bự thôi. Còn chút nữa hết tay rồi. Tay này cũng nhanh mà. Đó, lưới sạch. Cuốn nhanh lắm. Mình không, ngoài trống nó không dính. Ừ, lên một con, tính đâu gần hết rồi mà không dính nhiều con được con nữa. Vô vô này hết, tập trung vào trong cái xô cho anh. Lên lên lên. Ngon ha, mấy khúc nào lưới gần cuối không nó dính nhiều ta. Con này tròn lưỡi luôn. Tính đâu ông gỡ lưới hay lắm, nhận bứt lưới không ơi. Hay gỡ cá nhanh thiệt nhưng mà bứt lưới không. Những mét cuối cùng. Ô, con nữa. Hay, con cuối cùng rồi. Rồi. Nửa xô cá. 200 mét lưới.
cũng không tệ nha. Nếu show luôn cái này chính là 3 ký 3 4 ký cá rồi nữa. Dùng nửa tiếng hơn nửa tiếng đồng hồ gì. Ok, thì cũng xong rồi mọi người. Tạm biệt mọi người nha. Cảm đồng hành em chúng tôi đi xem bắt mấy con cá ngô phi nãy giờ. Nên em chuẩn bị lên đường đi dậy. Bye bye mọi người nha.